Chào tất cả các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ review sơ cho các bạn về cái nhà hàng đang nổi tiếng ở trên mạng gần đây ha. Đó là nhà hàng lẩu Hai Di Lao Hotspot. Thì cái nhà hàng này nó được nằm ở trên tòa nhà Bitico, khu Đức Kế, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Ok. Thì ở đây thì các bạn ở đây là cái quầy tráng miệng và kem ha. Ở đây thì các bạn sẽ được ăn miễn phí ha, ăn kem miễn phí và tráng miệng miễn phí luôn. Hiện tại mình đang đi thì giờ cao điểm và không có đặt bàn trước, phải ngồi đợi ha. Trong khi ngồi đợi thì được các bạn ở đây là mời nước và các bạn có thể tự ăn kem. Thì những cái này thì là hoàn toàn miễn phí ha. Các bạn ngồi đợi xong mà thấy chán quá, ăn xong rồi đi gì cũng được, cũng không sao cả, rất là bình thường thôi ha. Sau khi chờ đợi mỏi mòn đã có bàn rồi nha các bạn. Ok, mình sẽ quay một vòng và nhà hàng cho các bạn coi ha. Thì đây được nằm ở quận nhất cho nên ở đây cũng rất khá là lịch sự các bạn, đa số là dân văn phòng trí thức ngồi ăn rất là lịch sự. Còn ở đây là cái quầy pha nước chấm nha các bạn. Ở đây thì các bạn có thể pha nước chấm tùy thích, kèm theo đó phía trên đó là những cái món ăn tráng miệng nha các bạn, có rất là nhiều. Còn nước chấm thì vô biên, các bạn có thể tùy chỉnh nó theo ý thích của các bạn ha, làm sao chấm theo khẩu vị của các bạn. Rồi ok, thì nhà hàng này cũng tuy ở quận nhất, nằm ở trên tòa nhà Bitico, rất là đông các bạn, là nó thuê và sẵn luôn và rất là đông. Thì ok, sau khi gia đình mình order rồi ha, các bạn thấy gì hấp dẫn là mình làm cái nước chấm ha. Còn nước chanh bật và bò hoa đâu nhìn rất là hấp dẫn đúng không? Gọi rất là nhiều món nhưng mà hiện tại thì các bạn nó đầy đi ha, để ăn hết xong rồi bảo nhân viên mang lên sau. Thì lẩu ở đây mình ăn lẩu Thái và lẩu nấm nha các bạn. Lẩu nấm không cay thì để cho mấy đứa nhỏ nó dùng. Thì ok, nếu các bạn order món mì thì sẽ có một phần bonus, thêm một phần trình diễn mì miễn phí từ cái anh đẹp trai này ha. Đây là phần trình diễn mì của ảnh ha. Thì ok, đây là cái phần review sơ về nhà hàng Hai Di Lao ha. Về cái phần ẩm thực đó thì mình không có bàn luận tới, vì mình thấy những cái món lẩu thì nó cũng tương tự như nhau, nó không có gì đặc biệt và đặc sắc ha. Cái ở đặc sắc ở đây mình thấy là nhà hàng phục vụ rất là sự ha, sạch sẽ và văn minh. Rồi, đây là phần trình diễn mì của ảnh ha, rất là điều luyện không các bạn, quay ghê không. Một phần nữa, nếu mà các bạn đi ăn vào đây, mà nếu các bạn có ngày sinh nhật trong tháng này thì sẽ được nhà hàng tặng quà miễn phí ha, tặng quà miễn phí và có một bài hát chúc mừng sinh nhật miễn phí luôn, và cũng rất là hay ha, đúng không? Rồi sau khi ảnh trình diễn mệt rồi đến cái phần ảnh dắt mì cho chúng ta ha, hỏi mình là bỏ vào phòng nào. Rồi ok các bạn, cảm ơn các bạn đã nghe video theo dõi ha. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Ok.